Ok, chào bạn. Chúng ta đấu thủ Nga. Rồi. Đánh khai cuộc Benoni. Lại là Benoni Gambit. À, Benko Gambit. Rồi, mình sẽ lại bỏ tốt. Vào thế rất cơ bản. Ghim ghim cũng chẳng nghĩa lý gì đâu. Đẩy tốt xuống. Ok, mình sẽ kiểm soát ô này. Ra xe. Chạy đâu? Cầu thủ Nga nghĩ nước chạy hậu mất gần 1 phút. Chắc phải một nước chạy cao siêu lắm đây. Wow, nước lùi hậu về. Đầy cảm giác. Bây giờ mình sẽ đẩy tốt lên. Đơn giản thôi. Đẩy lên được không nhỉ? Tốt ăn thì là hậu ăn lên à? Về mã. Nước về mã không ngoài dự đoán của chết thành công. Chúng ta thấy là đen muốn đưa mã lên đây và vào đây. Cũng hợp lý để tạo quân mã bất tử ở trung tâm. Nhưng mà đâu dễ thế. Phải bị phem ngay. Đẩy tốt lên.
Nơi mình chưa biết làm gì. Hôm nay bên này xây dựng cũng ồn quá. Tí chèn nhạc cũng vậy. Thịt tạm con mã đi. Đây, nơi rồi. Ra xe. Cao thủ Nga bắt đầu chắc phải vội vàng. Nào đây. Xem sang gì, nghĩ gì? Nghĩ làm cái gì? Lúc này không chiếu được nhỉ? Vào xe. Làm thằng mã. Chiếu à, chiếu trong gọi là ngoi ngóp à. Hết chiếu cũng là hết giờ.